Anh hai ơi, anh hai ơi, anh đâu rồi? Anh hai, anh hai. Này, con bé kia, đem xác của tên chết tiệt này về đi. Đừng có hòng mà buông lậu những chiếc lò đó vào thế giới của những người giàu. Các người đã giết chết anh hai của tôi. Chúng tôi nghèo khổ nên anh tôi mới làm như vậy. Mới đem những chiếc lò này bán vào trong thế giới của những người giàu để kiếm tiền thôi mà. Tội buôn lậu thì phải chết, không cần nói nhiều. Nghèo như chúng mày cũng chẳng nên sống làm gì cả. Cầm mồm, hai tên lính biên phòng khốn kiếp. Các người đúng là lũ chó săn với bọn nhà giàu, khinh thường bọn người nghèo chúng ta. Mày nói cái gì con nhỏ kia? Dám kêu bọn tao là chó săn à? Vì thương, tao sẽ cho mày biết chọc giận bọn tao là nhận hậu quả gì. Theo anh trai của mày luôn đi. Này, cậu hơi quá đáng rồi đó. Nếu để cấp trên biết được chuyện này thì không hay đâu. Mau, cho một quả lựu đạn để phá tan mọi chứng cứ đi. Nào, mọi người, chúng ta đã nhận được một khối lượng tiền khổng lồ từ giới siêu giàu, thì chúng ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không cho bất cứ ai xâm nhập bất hợp pháp vào trong thành phố. Nhiệm vụ này không hề khó khăn đối với các cậu. Các cậu phải cố gắng hoàn thành tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Tốt lắm. Bây giờ các cậu nhanh chóng mà phân chia khu vực mà tôi đã chỉ định sẵn. Cố gắng tuần tra thật kỹ, không để cho một con ruồi lọt vào. Lũ chết tiệt, thì ra các ngươi ở đây. Con kẻ lạ mặt đột nhập vào khu vực biên giới này. Mẹ kiếp, kẻ nào to gan vậy? Là một người phụ nữ với cái đầu lo kỳ lạ. Khu kiếp, thứ quái quỷ gì đây? Mau, bắn chết nó đi. Vâng, thưa đội trưởng, tiến lên nào anh em. Báo thù, ta phải giết hai tên chết tiệt đó. Giết hết lũ lính biên phòng các ngươi để trả món nợ máu cho anh trai ta. Giết. Đây, sao tôi nhìn thứ đó quen quá vậy? Tôi nhớ ra rồi, là cái con nhỏ nhà nghèo đi tìm xác anh trai của nó bị chúng ta giết hại. Sao nó lại có thể sống vậy và biến đổi một cách kỳ lạ thế kia? Cái gì chứ? Không thể nào. Mau bắn đi, giết chết nó đi, đừng nói nhiều nữa. Không, mày đừng lại gần đây. Tao không có ý mà, tao xin lỗi. Anh ơi, em đã báo thù cho anh rồi, anh hãy nhắm mắt yên nghỉ nha. Ngọn lửa chết tiệt dám thiêu rụi xác của anh tôi. Không được, mình phải hút hết ngọn lửa đó để anh trai mình không còn nóng nữa. Chết tiệt, cái lò này sao bị mình hút vào trong người luôn thế này? Người của mình. Có chuyện gì lại liên tục xảy ra với cơ thể mình thế này? Tất cả là do lũ bảo vệ biên phòng đó. Không, lũ chó săn đó làm việc cho bọn nhà giàu. Mình phải kiếm bọn nhà giàu để báo thù. Đây rồi. Thành phố, thế giới của lũ nhà giàu chuyên bóc lột những người nghèo như anh em mình. Rồi sau đó bọn chúng sử dụng tiền để xây dựng cho mình một đế chế mới. Bọn chúng tự cho mình là thần thánh, tự cho mình là cao sang thượng đẳng, khinh thường những người nhà nghèo. Hôm nay ta sẽ cho các người chết không toàn thây. Cấp báo, có một kẻ lạ mặt to lớn kỳ lạ, đầu là một chiếc lò, đã tiến vào thành phố người giàu của chúng ta. Mau dùng súng tiêu diệt hắn, ngăn cản hắn xâm nhập bất hợp pháp vào trong thành phố. Lũ khốn kiếp, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Lũ cảnh sát khu vực thành phố này, các ngươi cùng với lũ nhà giàu sẽ chết không toàn thây. Ta sẽ nghiền nát tất cả, biến thành phố của các ngươi trở thành tro bụi. Không hay rồi. Mau gửi tín hiệu cầu cứu các quái vật bồn cầu tới đây giúp đỡ chúng ta đi. Chết đi. Bây giờ các ngươi có gọi thần thánh tới đây cũng không giải cứu được các ngươi đâu. Các ngươi phải chịu lấy những tội lỗi các ngươi gây ra chút lên đầu người nghèo chúng ta. Đến lúc các ngươi phải nhận lấy hậu quả này. Này, thật quái gì kia, hãy dừng lại.
là một nữ đầu lo to lớn à. Chết tiệt, những cái thứ gì đây? Sao cơ thể bọn chúng lại những cái bồ câu thế này? Đúng là lũ người giàu khốn kiếp, chơi với cái lũ quái vật xấu xa này. Được rồi, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, tiêu diệt luôn chúng mày. Câm mồm lại đi, nữ đầu lo kia. Bọn ta mặc dù là quái vật bồ câu, nhưng bọn ta mới là chính nghĩa. Bọn ta chiến đấu vì công lý, bảo vệ nhân loại, đặc biệt là bảo vệ tinh hoa của loài người, thế giới người giàu này. Bọn ta không cho phép người làm điều sạp bậy, giết hại họ đâu. Khốn kiếp, các người chung một bọn với lũ người giàu thì chắc chắn cũng là những kẻ không tốt lành. Hôm nay ta sẽ liều mạng kéo các người chết chung xuống địa ngục luôn. Được rồi anh em, mau đem cơ thể của thứ này quất ra bãi thây ma đi. Không, ta còn chưa giết hết bọn chúng, ta không thể chết. Không được. Đúng rồi. Ác quỷ địa ngục, ta tin ngươi tồn tại. Hãy xuất hiện đi, ta sẵn sàng bán tất cả cho ngươi, bán linh hồn cho ngươi. Hãy cho ta được hồi sinh trở lại để ta báo thù. Rồi ta sẵn sàng để ngươi giải khiên. Ngươi có thật không? Ngươi thật sự tồn tại. Ta nói thật. Làm ơn đi. Được, ta tin ngươi. Nhưng khi ngươi bán linh hồn cho ta, ta bảo ngươi giết hết tất cả muôn loài ở hành tinh này. Ngươi có dám làm không? Cái gì chứ? Được, ta dám làm. Ta bắt chặt tất cả để báo thù. Hay lắm. Vậy thì hãy hồi sinh lại nào. Không những người được sống dậy, mà ta còn giúp người đạt được một nguồn năng lượng cực kỳ lớn trong vũ trụ này. Bây giờ người đã trở thành một thứ to lớn, một tài tình khủng khiếp. Nào, hãy đi báo thù đi, rồi sau đó làm theo những việc mà ta cần ngươi. Tôi biết rồi. Lũ quái vật bồn câu, ta sẽ giết các ngươi trước. Báo cáo thủ lĩnh, ở phía bắc chúng tôi đã tiêu diệt được một lũ quái vật đã làm loạn, gây mất cân bằng sinh thái ở đó. Tốt lắm, còn tình hình phía nam như thế nào rồi? Thưa thủ lĩnh, ở phía nam chúng tôi đã giúp đỡ loài người giải quyết một số rắc rối, nhưng không có gì to tát lắm. Nhưng mà thủ lĩnh, chúng ta là thế lực mạnh nhất ở cái hành tinh này, tại sao chúng ta không xâm chiếm tất cả, trở thành chủ chứ? Không được, mặc dù thân hình chúng ta xấu xí, nhưng tâm chúng ta phải tốt. Và lại trước đây tổ tiên của chúng ta không ai làm gì sai trái cả, chúng ta phải noi gương theo họ. Được rồi, tất cả các cậu làm tốt lắm, tiếp tục chia ra bảo vệ hành tinh này. Lũ chết tiệt, các ngươi sẽ không còn cơ hội để làm gì khác nữa đâu. Ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Quỷ địa ngục đang chờ các ngươi dưới đó. Mọi người ơi, nhìn kia, là một tên nữ đầu lo khổng lồ. Không thể nào, hắn ở đâu xuất hiện ra vậy? Lũ chết tiệt, các ngươi mau quên thật đó. Bộ các ngươi quên rằng các ngươi từng giết ta ở thế giới của loài người hay sao? Ta đã bán linh hồn cho ác quỷ, ác quỷ đã ban cho ta sức mạnh vũ trụ. Bây giờ ta trở thành một thực thể khổng lồ tái tạo như thế này. À không, bây giờ các ngươi phải gọi ta là Upright Titan Speaker Woman. Chết tiệt, thứ này đã bán linh hồn cho ác quỷ hay sao? Khổ kiếp, vậy thì nhanh chóng tiêu diệt nó. Nếu để nó tồn tại, chắc chắn cả hành tinh này sẽ không sống được đâu. Các ngươi nghĩ các ngươi hội đồng ta thì có tác dụng à? Lần trước ta vẫn chưa đủ sức mạnh để chống lại các ngươi. Bây giờ một mình ta chấp cả bầy các ngươi. Hãy tiến lên đi, ta sẽ tiêu diệt từng tên. Là quái vật bồn cầu các ngươi sẽ là loài bị giết chống trước. Tới đó là lũ con người, bọn chúng cũng không thể nào tồn tại. Và ta sẽ diệt hết sinh vật ở hành tinh này, để cho chúa tể ác quỷ được hồi sinh và trở thành chủ nhân mới. Thứ này mạnh quá, thưa thủ lĩnh, chúng ta chịu không nổi rồi.
không được bỏ cuộc. Chúng ta có liều mạng cũng phải kéo thứ này đi theo, phải bảo vệ hành tinh này. Cố gắng lên đi. Đúng là lũ rác rưởi, các ngươi giống như là bọn ruồi nhặn vậy. Các ngươi đang đốt inox à? Ta cảm thấy thật là đã ngứa quá đi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Chết đi, ta sẽ liều mạng với ngươi. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, không hay rồi, thứ nó giết chết thủ lĩnh của chúng ta rồi. Nó chạy thôi, chạy thôi. Không phải các ngươi là anh hùng hay sao? Không phải các ngươi luôn lo chuyện báo động mà sao bây giờ nhút nhát vậy? Sao bây giờ lại sợ hãi thế kia? Định chạy đi đâu? Các ngươi không thoát được đâu. Chết hết đi, lũ khốn kiếp nhãi mép. Kể từ nay, ta cùng với chúa tế ác quỷ sẽ trở thành chủ nhân mới của hành tinh này.